Ba, khó hành thí của Bồ Tát, nên biết thí đầy lược có ba tướng. Một, nếu chư Bồ Tát có ít tài vật tự mình nhẫn chịu nghèo khổ để thí cho người khác, đây gọi là khó hành thí thứ nhất của Bồ Tát. Hai, nếu chư Bồ Tát đối với vật khả ái hoặc tánh yêu thích mê đắm, hoặc sanh yêu thích tột độ, hoặc thường xuyên tập quen, hoặc người có ân bậc thượng mà năng tự mình giải mở, đem vật ấy để huệ thí cho người, đây gọi là khó hành thí thứ hai của Bồ Tát. Như đối với vật khả ái thì vật quá thủ diệu, cử sanh đắm trước nên biết cũng vậy. Ba, nếu chư Bồ Tát rất khó khăn vất vả mới có được tài vật, mà lại dùng vật đây để huệ thí cho người, đây gọi là khó hành thí thứ ba của Bồ Tát. 4. Tất cả môn thí của Bồ Tát nên biết thí đây được có 4 tướng, đó là chư Bồ Tát hoặc dùng tài vật do mình tự có, hoặc dùng tài vật do khuyến hóa người khác mà có, rồi thí cho thần thuộc cha mẹ, vợ con, tôi trai tớ gái, bạn bè đại thần quốc thích, hoặc lại thí cho người khác đến cầu xin, đây gọi là tất cả môn thí của Bồ Tát. 5. Sở hành thiện sĩ của Bồ Tát gọi là thí của bậc thiện sĩ, nên biết thí đây lược có 5 tướng, đó là chư Bồ Tát tịnh tín bố thí, cung kính bố thí, tự tay bố thí, đúng thời bố thí, không tổn não người mà hành huệ thí. Đây gọi là sở hành thiện sĩ của Bồ Tát, gọi là sự bố thí của bậc thiện sĩ. 6. Tất cả chủng thí của Bồ Tát nên biết thí đây có 13 tướng. 1. Bố thí không nương tựa. 2. Bố thí rộng lớn. 3. Bố thí vui vẻ. 4. Bố thí thường xuyên. 5. Bố thí những vật dụng thuộc ruộng thí. 6. Bố thí những vật dụng không thuộc ruộng thí. 7. Bố thí tất cả vật. 8. Bố thí ở tất cả xứ. 9. Bố thí ở tất cả thời. 10. Bố thí không tội. 11. Bố thí vật là hữu tình. 12. Bố thí vật là ruộng đất. 13. Bố thí vật là tiền của lúa thóc. Đây gọi là tất cả chủng thí của Bồ Tát. 7. Thỏa mãn mong cầu thí của Bồ Tát nên biết thí đầy lược có 8 tướng. 1. Có người thiếu thốn vật thực ăn uống đến cầu xin, Bồ Tát liền đem thức ăn uống mà thí cho. 2. Có người thiếu thốn phương tiện đi lại đến cầu xin, liền đem phương tiện đi lại mà thí cho. 3. Có người thiếu thốn y phục đến cầu xin, liền đem y phục mà thí cho. 4. Có người thiếu thốn vật dụng trang nghiêm thân đến cầu xin, liền đem vật dụng nghiêm thân mà thí cho. 5. Có người thiếu thốn tạp vật nuôi thân đến cầu xin, liền đem trùng trùng tạp vật nuôi thân mà thí cho. 6. Có người thiếu thốn các loại hương hoa trang sức đến cầu xin, liền đem hương hoa trang sức mà thí cho. 7. Có người thiếu thốn nhà ở đến cầu xin, liền đem nhà ở mà thí cho. 8. Có người thiếu thốn ánh sáng đến cầu xin, liền đem ánh sáng mà thí cho. Đây gọi là thỏa mãn mong cầu thí của Bồ Tát. 8. Vui thí đời này đời khác của Bồ Tát nên biết thí đây được có 9 tướng, thuyết chung làm 3 loại: tài thí, pháp thí, vô ý thí. Đây là sự bố thí năng khiến chúng sanh đời này đời khác an vui. Tài thí, dùng tài vật thành tịnh tốt đẹp thượng diệu như pháp mà hành huệ thí, điều phục trần cấu keo tham mà hành huệ thí, điều phục trần cấu tiếc chứa mà hành huệ thí, điều phục trần cấu keo tham, tức là xả bỏ sự chấp đắm vào tài vật. Điều phục trần cấu tích chứa, tức là xả bỏ sự chấp đắm thọ dụng. Pháp thí, thuyết pháp không điển đảo, thuyết pháp đúng lý, khuyến khích hữu tình, tu học các học xứ. Vô ý thí, cứu độ hữu tình, thoát khỏi sự sợ hãi của nạn sư tử, chó sói, hổ đàng, quỷ mị. Cứu độ hữu tình, thoát khỏi sự sợ hãi của nạn giặc cướp, vua quan. Cứu độ hữu tình, thoát khỏi sợ hãi của nạn nước lửa. Tất cả chín tướng nói chung như vậy gọi là sự bố thí, năng khiến chúng sanh vui đời này đời khác của Bồ Tát. Trong đây tài thí, vô ý thí và sự sai biệt của đây năng khiến chúng sanh hiện thời an lạc. Pháp thí và sự sai biệt của đây năng khiến chúng sanh đời sau an lạc. 9. Thanh tịnh thí của Bồ Tát nên biết thí đây được có 10 tướng. 1. Bố thí không trì trệ. 2. Bố thí không chấp thủ. 3. Bố thí không tích góp. 4. Bố thí không cao cử. 5. Bố thí không ỷ dựa. 6. Bố thí không thối nhược. 7. Bố thí không thấp kém. 8. Bố thí không thiện lệch. 9. Bố thí không mong báo ân. 10. Bố thí không mong cầu quả dị thủ. Sao gọi là bố thí không trì trệ? Trừ Bồ Tát hiện thấy người đến cầu xin nhanh chóng huệ thí, không trì hoãn chậm chạp. Chẳng phải người đến cầu xin mong nhanh được tài vật, nhưng trừ Bồ Tát mong mau được huệ thí.
sao gọi là bố thí không chấp thủ? Trừ Bồ Tát hoặc dùng vọng kiến chấp thủ trong việc bố thí hoặc chấp lấy việc bố thí đây, rỗng không, không có kết quả, hoặc chấp giết vật để hành huệ thí mà cho là chánh pháp, hoặc chấp chỉ có thí cực thành tịnh đầy đủ là thành tịnh vô giáo của suốt thế gian. Sao gọi là bố thí không tích góp? Trừ Bồ Tát không tích tập lâu dài, dần dần gom góp nhiều tài vật, sau đó mới nhanh chóng bố thí. Vì cớ sao? Chẳng phải chư Bồ Tát hiện có vật thí, có người đến cầu xin mà lại không thí cho, không xem việc không thí cho là hợp chánh lý. Sao gọi là tích góp tài vật mà không nhanh chóng thí? Chư Bồ Tát thấy việc tích góp tài vật về sau mới thí là năng sanh trưởng nhiều phước, lại chân chánh quán thấy hoặc trùng hoặc riêng, người cầu xin đều giống nhau, thí từ từ hay thí mau chóng tài vật bình đẳng. Duyên nào chấp phước có sai khác? Chư Bồ Tát nếu trước tích góp tài vật rồi sau mới thí thì việc thí này có tội, nếu tùy thí theo sự cầu xin thì thí này không tội. Vì cớ sao? Nếu đã tích góp rồi về sau lập tức thí, như vậy lúc trước có người đến cầu xin nhiều lên đến cả trăm mà không thí cho khiến họ sanh hiểm hận, không nhẫn chịu, không còn tin tưởng. Về sau một loại người không mong cầu tài vật mà lại liền thí cho, cho nên Bồ Tát không tích góp rồi mới thí. Sao gọi là bố thí không cao cử? Chư Bồ Tát đối với người đến cầu xin tâm khiêm hạ mà thí, cũng không vì tranh hơn người mà thí, cũng không thí rồi lại sanh kiêu mạn. Ta năng bố thí, ta là thí chủ, người khác thì chẳng làm được như vậy. Sao gọi là bố thí không ỷ dựa? Chư Bồ Tát không dựa vào lời xưng khen, âm thanh ca tụng mà hành bố thí. Hiểu được lời xưng khen của thế gian chỉ là chỗ sanh khởi hư vọng phân biệt của văn tự, chỉ là âm thanh hư giả, chỉ là tiếng vang vọng. Sao gọi là bố thí không thối nhược? Chư Bồ Tát trước khi thí ý vui vẻ, lúc thí tâm thanh tịnh, thí rồi không hối tiếc. Khi nghe sự bố thí thủ thắng rộng lớn bậc nhất của chư Bồ Tát, không tự khinh miệt mình, khiếp sợ thối lui. Sao gọi là bố thí không thấp kém? Chư Bồ Tát đối với các vật thí như thức ăn uống, phương tiện đi lại, các vật dụng, y phục, luôn chọn lựa những vật đẹp nhất, tốt nhất dùng để bố thí. Sao gọi là bố thí không thiên lệch? Chư Bồ Tát tâm bình đẳng, không thuận theo phe đảng mà bố thí. Đối với kẻ oán người thân, tâm bi bình đẳng thí cho. Sao gọi là bố thí không mong báo ân? Chư Bồ Tát chỉ vì tâm từ bi, tâm ai mẫn mà hành huệ thí, chọn không được hy vọng người đáp đền trở lại. Bồ Tát chỉ vì thấy chúng sanh vốn tánh là khổ, bị lửa ái thiêu đốt, mong cầu an vui, nên sanh lòng bi mẫn sâu xa mà hành huệ thí. Sao gọi là bố thí không mong cầu quả dị thục? Trừ Bồ Tát tu hành huệ thí chọn không mong cầu đời sau quả thí dị thục, thu được tài bảo viên mãn, tự thân viên mãn, quán tất cả hành tánh là hương vị, quán đại bồ đề có công đức tối thắng. Do mười tướng đầy sở hành bố thí của Bồ Tát được thành tịnh, tối cực thành tịnh. Như vậy Bồ Tát nương theo chín tướng mà hành huệ thí, do đầy viên mãn bố thí ba la mật đa, năng chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề.